Trong bộ sưu tập phối hợp hai dòng men độc đáo, ngũ sắc và tường vân, được sáng tạo bởi nghệ nhân Phạm Duy Cương. Tác phẩm được khắc họa tỉ mỉ, tinh xảo với hình tượng đàn cá kim long, quây quần nhiều sắc thái, đem đến bức tranh sinh động và trù phú. Nổi bật hình tượng cửu đỉnh, lấy cảm hứng từ công trình cửu đỉnh bằng đồng tại Huế năm 1835, là biểu tượng cho sức mạnh giang sơn và thái bình thịnh trị. Từng chi tiết được tái hiện sinh động, tựa chỉ thêu ngũ sắc, xứng danh bảo vật chân quý, mang đến bình an, phú quý, cát tường cho chủ nhân sở hữu.